đã quá cần buổi sáng nhá. Cái này ở đây nó gọi là cái chỗ mình để mình chờ buổi tối mình có thể đang ngủ để chữ hô nhá. Thì họ không ăn trộm. Đây là con đường thì chạy ra hồ em nhỉ. Mọi người thấy ở trước mặt là có một chiếc ghe, họ đang xuống giống. Mình thấy mình nghĩ đó là chắc là giống cái kia. Đấy nữa, đây có một con thương nữa, họ đang làm, họ đang buồn mong người làm lại hô rồi mọi người, để họ xuống giống đó. Mấy cái này họ được đó. Đấy nữa, đây là còn một con ghe. Ghe. Từ ghe đi thì họ đang làm rõ cho mọi người. Họ đang lấy rau rốt câu. Thì chó cạn chơi nó hơi nặng thôi. Quang cảnh buổi sáng như tâm bình minh là rất là đẹp. Đây là những chàng sáo để họ là họ phân chia hôn người nào ra người này. Nhưng mà đây là cục mốc rồi. Có nhân tâm nữa, nó bị lại. Em quay lá mông nhá, nó bị lại thì tôm cá nó không quá quá về nhau. Sắp đến hồ em rồi, đây là hồ em này. Đây là đường vô hồ em. Đây là hồ em mọi người. Em vừa xuống giống này mọi người. Đây là giống cá nhỏ nha. Cá dìa tầm khoảng ngón tay cái thì ngón chân cái đó, nó tầm vậy. Mình thả xuống.
em nó sẽ đường xào theo đường xào này, nó sẽ chạy thẳng lên trên kia, lên trên kia và có một đường ngang, xong nó văng về đường ngang đấy. Đó. Mọi người thấy không? Đấy là chỗ mà mọi người hay thấy em hay hay mọi người thấy em đổ đổ cái no để có cá tôm đó, em gọi là no đó, cái là đấy là mọi người. Đó. Cá tôm nó sẽ chạy theo hai đường này, nó vào trong đó. Trong đó mình sẽ cái no em đang gạt mọi người, mình sẽ đớm xuống. Thì cá tôm nó vào nó sẽ không ra được. Nó tương tự giống như là gọi là cái đường vào mà không ra được. Bây giờ mình phải phơi no không thôi, nó nhớp. Chiều nữa em vào em sẽ đớm xuống, rồi sẽ máy em sẽ dơ lên. Bây giờ em sẽ thả lưới nha mọi người. Không biết mọi người mọi người gọi là cái gì, nhưng ở chỗ em gọi đấy là cái lư. Đấy, nó sẽ thả thì nó sẽ nằm chim dưới mặt nước luôn mọi người. Mình có thể bắt tôm, bắt cua, bắt cá, thì chúng nó bắt đủ cái nào nó cái nào nó vào được chứ không ra được, khá là khó hả. Bắt đầu vào cho mọi người. Đây là điện đường vào. Gió to quá. Hôm nay em sẽ trải nghiệm để cho mọi người được trải nghiệm thì em sẽ bộ lưới như thế nào. Vào đây đấy mọi người, đi hiểu không, để hoàn thân
em cũng có một chiếc ghé, họ cũng là những em, họ cũng đá đớm nó bộ lưa như em luôn. Đấy, mọi người để ý không? Đó. Đấy, mọi người thấy không? Nghề nào cũng có cái khổ của riêng này mọi người. Mọi người nhìn lên cái này này, giờ này vẫn chưa vào luôn, khá là trưa đấy nha mọi người, vẫn chưa vào, làm cho sống á, lờ việc nó khổ lắm. Đã vào tới bờ rồi nha mọi người. Bây giờ em sẽ di chuyển lên nhà. Từ ở đây lên tới nhà em là khoảng cỡ tầm một cái sổ. Bây giờ em sẽ lên. Chúc bạn mọi người nha. Mọi người thấy hay, quay thấy hay thì giúp em một đăng ký nha. Em chào mọi người nha.